Xin chào mọi người. Thì hôm nay Pha ở nhà, cái Pha lên Pha đọc cái bình luận của anh em á. Anh em hay bình luận là nói là tại sao cám của Pha câu nó nhanh gã. Nói chung là nó không có dẻo á mọi người. Nó không dẻo, nó nhanh gã, nó mau tan á, nói chung là vậy đó. Thì ngày hôm nay Pha sẽ chia sẻ đến mọi người cái cách tộn cám như thế nào cho nó thật là dẻo, và tại sao anh em câu nó lại nhanh tan. Và đây thì đây Pha có bịch cám Quỳnh Pha đây, này là cám bơm thôi nha anh em. Đó, gửi bán đi mà anh em không lấy trả về thì khi trả về thì chuột cắn này kia rách nát lắm ta. Đây cái này cũng vậy, đây thì nó bể muốn hết rồi còn có miếng à. Đó. À, và cám này là cái mẫu này là mẫu của Pha hiện tại đang bán bây giờ, còn cái mẫu cũ trước đó đó là ta bị nhái rất là nhiều và Pha đã bỏ mẫu từ lâu rồi nha mọi người. Và cám của Pha hoàn toàn không có bịch nửa ký, trên thị trường xuất hiện cái cám mà nhái của Pha có bịch nửa ký nữa, thì mấy cái đó anh em hạn chế sử dụng nha, tại vì thật sự nó không có giống cái công thức của Pha đâu, nó không có hiệu quả. Anh em mua bắt công tốn tiền anh em chứ không gì hết trơn á. Và bây giờ Pha sẽ chia sẻ với anh em cách tộn cám cho thật là dẻo. Và đây Pha sẽ chế nước vô đó, mình sẽ tộn tượng tương nha, tộn ít thôi nha mọi người. Đó, mình sẽ độ chừng nữa thôi. Và anh em lưu ý là khi mình tộn cám mình nên chừa lại một miếng cám nha, mình đừng có tộn hết tại vì nó bị nhão quá mọi người. Tộn mà nó cứng thì châm nước vô không sao, nhưng mà nó bị nhão quá thì giữa đồng không có cám đầu châm vô, nó nhão quá thì anh em câu nó không được, anh em quăng mồi nó không được. Còn nếu mà anh em nào mà câu nguyên bịch cám của Pha thì cứ một bịch cám 1 lít nước là ok. Đây hiện tại bây giờ nó như thế này nè đó, thì mình sẽ mới đầu mình sẽ ngồi ít gì thôi đúng không. Đó, nếu mà anh em mà câu cần tay thì nhồi vậy nè, mình sẽ bỏ vô nước cho anh em coi nha. Đây là cái thau nước, mình sẽ bỏ vô, mình nhắc cục về bỏ vô đi đó, nước nó sẽ động nè, để coi bao lâu nó tan nha. Đó, mình sẽ canh cho bao lâu nó tan. Ngoài xong mà nước nó phải chảy mọi người, sẽ động động vậy đó, mình đợi thôi. Và trong khoảng thời gian đợi mình sẽ nhồi thêm cục thôi nè, mình sẽ lấy tước một cục như thế này ha nè, mình để riêng ngoài rồi mình nhồi thêm. Mình càng nhồi nó càng dẻo hơn anh em ơi, chứ không có gì cho. Nhồi một hồi nó dẻo rồi không dính tay luôn á. Và anh em lưu ý nha, nếu mình câu sông á, thì mới nhồi cho dẻo nha anh em. Còn anh em câu hồ á, là chỉ cần nhồi hơi thôi. Anh em câu hồ mà cám dẻo quá thì cũng hơi dở. Tại con cá hồ dịch vụ á, mà cám dẻo quá thì nó dẻo cứng quá nó không ăn. Nó chỉ ăn cá mềm thôi, nó ăn đồ tàn á. Mình càng nhồi nó sẽ càng dẻo. Khi mà anh em thấy nó dính tay quá, anh em lấy tay mình nó nhúng vô miếng nước.
Rồi bây giờ là dẻo nhẹ luôn. Đó. Giờ nó dẻo nên mới nè tay mình nè. Đó. Nó không có dính nữa nè, nguyên cái lòng bàn tay nó đâu dính đâu. Nó rất là ít. Dẻo. Nó dẻo là nó sẽ không dính tay, mà nó không dẻo nó sẽ dính dữ lắm. Rồi, như thế này các bạn dò ra nè. Cục vô câu quan thoải mái luôn, đâu có văng đâu có bể đâu. Và để mình coi cục cán nó bay còn không nha. Đây anh em thấy không, cục cán mình nó tan hết trơn rồi nè. Nè giờ nó chỉ còn lại có nhiêu đây thôi nè. Đó, chỉ trong vòng chút xíu và chưa được 5 phút nữa nó tan muốn hết rồi, là do mình ngồi không tới. Đây nó như thế này nè, anh em cầm nó gã trơn nè, thấy không. Còn cái này anh em cầm nó rất là dẻo nè, nó đâu có bể ra đâu nè. Nó dính, nó kết dính thấy ghê không. Cái này á, là nó tơ như thế này nè, thì để dành anh em câu lăng xê hoặc là câu đài mồi bung á. Đó. Rồi bây giờ Khoa sẽ đổ cái nước này đi. Khoa sẽ làm lại là bỏ cục mồi đó với cục mồi này vô, coi cục nào lâu tan. Hồi nãy là mình để nước hơi nhiều, anh em coi nó hơi khó. Giờ mình sẽ để nước ít thôi nha, cho dễ coi. À, đây là một cục đầu tiên nè. Cục này là cục dẻo nha, sẽ để đến tay phải. Đó. Còn cục này là cục mồi bung, mình cũng bóp nó lại luôn cho nó đẹp xíu. Đây mình sẽ để nó bên tay trái nha, bên tay trái mọi người á. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đợi nha, coi bao lâu nó tan nha mọi người. Mình sẽ treo máy đây luôn. Đó thì anh em thấy rồi đó, chỉ trong phút chốc thôi cái cục bên trái này nó tan, nó rớt từ từ xuống nè, anh em thấy không, nó rớt từ từ xuống không. Còn cái cục bên đây nó vẫn còn nguyên luôn, nó chưa có gì hết. Đây anh em, thì sau một thời gian thì anh em thấy đó nè, đây thì cái cục bên trái nè nó tan hết trơn rồi nè, thấy không, nó chỉ còn lại có miếng này thôi, còn chút xíu nè đó, còn lại nó tan nó nằm hết rồi nè. Còn cái cục bên đây nó y nguyên luôn nè, nó vẫn còn rất là dẻo, rất là cứng luôn nè đó, anh em thấy không, nó cứng ngắc luôn đó. Cũng hơi cứng là nó rất là dẻo á, nó dẻo nhẹ luôn nè. Nó còn cứng mà cứng hay cái độ dẻo á, chứ không phải là cứng còng nha. Đó. Mình bóp vài cái thì nó hết nước nè. Nó rút nước cho nó hết nước, nó dẻo rồi nữa nè. Bóp ở dưới nước lên nè, bóp vậy nè. Đó. Thì đó, thì cái điều này là cho thấy là anh em muốn dẻo hay không á, là do anh em bóp mồi, chứ không phải là do cái cục cám của mình nó không dẻo. Đó. Anh em càng bóp nó sẽ càng dẻo thôi. Rồi, cái cục bên đây nè. Đó. Nó tan hết trơn, thấy không? Nó tan. Nó đâu có độ kết dính đâu. Còn bên đây nè, nè. Nó có cái độ, nó vẫn còn cái độ kết dính, anh em thấy không nè. Đó. Ê, ê tánh ra cho cha mừng xíu đi con, đi tánh ra đây ra cho cha mừng xíu ơi. Ơi thôi đừng phá của cha. Rồi hãy ngồi luôn nha. À chào anh em, thì qua cái video tên đó, thì anh em cũng thấy rồi đó, cám á, cám của mình nó không có cái chuyện mà nó nhanh tan dễ tan đâu, mà là do anh em bóp anh em xài nó không có đúng cách.
Nếu anh em câu xong thì anh em nên bóp dẻo, còn anh em câu hầm câu hồ á thì anh em cứ bóp tơi như hồi nãy. Tại vì câu xong nước chảy mạnh thì cái mồi của mình nó phải dẻo để nó giữ lâu hơn. Còn anh em câu hồ á là anh em bắt buộc anh em phải bóp tơi để cho cục mồi của anh em nó nhanh tan, nó dẫn dụ cá nhiều hơn. Rồi vậy hả anh em, cám của mình là 50.000 một ký, là cám tổng hợp, có thể sử dụng để câu cá ta tê, chim chép, mè này kia rồi tùm lum á, tôi tắm đâu. Nói chung là câu tổng hợp, những con cá nào mà ăn cám á là ăn hết. Còn mấy con cá dài như cá ngát, cá sủ, cá gì, cá chẽm, cá nước mặn đồ á thì anh em câu cám là thua nha. Đó, tại vì cám của mình không có sử dụng được mấy cái trường hợp đó. Rồi chào anh em, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip khác.